Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Góc nhìn của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, dịch COVID-19 không chỉ là một tai họa về y tế mà đã và đang gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu. Suy thoái kinh tế cùng với số doanh nghiệp phá sản tăng mạnh báo hiệu bức tranh kinh tế thế giới tối màu trong năm 2020. Ngay từ bây giờ, khi đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thì các quốc gia đã rút ra một bài học đắt giá, đó là không nên phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu chỉ từ một thị trường nào đó. Sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu thời gian qua đã khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế có những động thái nhằm đa dạng hóa thị trường, cụ thể là dịch chuyển dòng vốn đầu tư sang các thị trường tiềm năng khác như là Ấn Độ hay là các nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Vậy Việt Nam đang đứng trước cơ hội như thế nào trong thu hút dòng vốn dịch chuyển và làm thế nào để chúng ta đón đầu và tận dụng một cách hiệu quả dòng vốn này cho nền kinh tế sẽ là chủ đề trong chương trình Góc nhìn của chúng tôi tuần này. Và cùng thảo luận với chúng tôi về chủ đề này, xin được trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Xin chào tất cả các vị. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Và trước khi đi vào phần bình luận, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại xu hướng chuyển dịch dòng vốn ngoại vào Việt Nam từ đầu năm đến nay. Trên trang LinkedIn.com mới đây đăng tải một thông báo của Apple về việc tuyển dụng nhân sự quản lý phân phối chuỗi cung ứng và vận hành iPhone tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của ông lớn ngành công nghệ Apple tại Việt Nam nhằm mở rộng chuỗi cung ứng. Nikkei dẫn nguồn tin cho biết trong quý 2 này, Apple sẽ sản xuất 3-4 triệu chiếc tai nghe AirPods tại Việt Nam, tương đương gần 1/3 tổng sản lượng AirPods trên toàn thế giới. Trước đó, hai ông lớn công nghệ là Google và Microsoft cũng tăng tốc chuyển sản xuất phần cứng sang các khu vực khác của châu Á, trong đó có Việt Nam. Dự kiến vào cuối tháng 9 năm nay, cơ sở Panasonic tại Thái Lan sẽ ngừng sản xuất máy giặt và tủ lạnh để di rời về Việt Nam sau gần 40 năm kinh doanh và phát triển tại đất nước này. Đại diện Panasonic Việt Nam cho biết đây là chiến lược tái phát triển sản xuất của công ty, tìm vùng đất mới có nhiều tiềm năng hứa hẹn. Việt Nam có nhiều lợi thế về dây chuyền sản xuất, nhân công và thị trường. Tôi tin rằng Việt Nam là thị trường vô cùng hứa hẹn, thuận lợi cho cả nhập khẩu và xuất khẩu. Sản xuất tại Việt Nam và cung cấp cho các thị trường đơn lẻ sẽ thuận lợi hơn so với việc tiếp tục sản xuất tại Thái Lan về vấn đề giá. Hay như doanh nghiệp dệt may Hàn Quốc này, lần đầu tiên những chiếc chăn của họ được làm từ vải và sợi Việt Nam. Trong quý 1, do tác động của COVID-19 để đa dạng hóa nguồn cung, họ đã chuyển 10% nguồn cung về Việt Nam. Việt Nam là một điểm đến an toàn, là lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong giai đoạn hậu COVID như hiện nay. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng trong tương lai. Không chỉ các tập đoàn công nghệ, mới đây Nhật Bản cũng khởi động chương trình hỗ trợ các công ty nước này muốn chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xem là điểm đến đầy hứa hẹn. Hiện nay, các công ty ở Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam được các ngân hàng hỗ trợ rất tốt. Không chỉ những ngân hàng lớn mà cả các ngân hàng địa phương cũng tham gia vào quá trình xúc tiến đầu tư. Họ có bộ phận người Việt Nam chuyên tìm hiểu về các chính sách và thông tin cho các công ty Nhật để thúc đẩy quá trình này. Có thể thấy xu hướng chuyển dịch làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là không thể phủ nhận. Bằng chứng, nhu cầu thuê đất công nghiệp, kho bãi tăng cao từ đầu năm đến nay, đặc biệt là tại miền Bắc. Nhiều tháng qua, các ngành có ứng dụng công nghệ cao đang trở thành xu hướng so với một số ngành đầu tư truyền thống. Một nguồn lớn các quỹ đầu tư tiếp tục tìm kiếm và mua các nguồn bất động sản công nghiệp có chất lượng cao, kéo theo sự xuất hiện của các khu công nghiệp đồng bộ cơ sở hạ tầng, công trình giao thông vận tải, sản xuất tại Việt Nam. Trên thực tế, làn sóng đa dạng hóa danh mục sản xuất của một số công ty đa quốc gia đã xuất hiện từ năm ngoái, nhằm giảm áp lực hàng rào thuế quan mới đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ và hình thành chuỗi cung ứng mới. COVID-19 đang được xem như một chất xúc tác đẩy nhanh quá trình dịch chuyển sản xuất đầu tư vào châu Á, và Việt Nam đang là một trong những ứng viên hàng đầu. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Mại ạ. Cái sự dịch chuyển dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam thời gian gần đây thì có thể thấy khá là rõ. Vậy thưa ông là ở Việt Nam chúng ta đang đứng trước những cơ hội như thế nào trước dòng đầu tư này? Hiện nay có hai loại ý kiến khác nhau đối với sự dịch chuyển sang các nước thứ ba, trong đó có Việt Nam. Có một loại ý kiến cho rằng là cái việc dịch chuyển này không phải là mới, nó có từ
cách đây 15-20 năm, khi mà các nhà đầu tư nước ngoài khi mà đầu tư vào Trung Quốc đã có một cái phương châm Trung Quốc cộng một. Chỉ có khác một tí là sau đại dịch 19 thì cái sự dịch chuyển này lại có một cái xu hướng mới là dịch chuyển về nước đã đầu tư. Đấy là một loại ý kiến cho rằng là đừng hão huyền, đừng lạc quan quá đối với cái việc là sẽ có nhiều cái doanh nghiệp lớn dịch chuyển từ Trung Quốc hay là các nước khác sang Việt Nam. Tôi cho rằng là đúng là có cái việc là phương châm Trung Quốc cộng một từ lâu. Nhưng mà chúng ta cũng biết là thế giới sau đại dịch Covid-19 là rất khác với thế giới trước đại dịch. Không chỉ là đứt gãy chuỗi giá trị toàn cầu, mà còn các khối như là EU thì người ta phải đối mặt được với những vấn đề mới nảy sinh, mâu thuẫn giữa các nước trong nội khối. Cho nên người ta bắt đầu phải tìm mọi cách để mà tránh những cái như Brexit của Anh và củng cố lại nội khối. Và chúng ta cũng biết EU là đề ra một cái gói 500 tỷ để mà là trợ giá, trợ kích thích kinh tế của các cái nước, trong đó các nước mà kém phát triển trong EU được hưởng rất nhiều. Cái xu hướng mới là xu hướng là không thể đảo ngược. Nhưng mà tôi cho là chúng ta cần phải tỉnh táo trong cái phân tích thị trường Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc là thị trường là 1,4 tỷ dân. Là kinh tế Trung Quốc trong hai thập niên liền là tăng trưởng 9-10%. Và hiện nay vẫn là thị trường là tiêu thụ lớn nhất của thế giới, công xưởng lớn nhất của thế giới. Do đó cho nên không phải là đại bộ phận các doanh nghiệp FDI của Trung Quốc, mặc dù chịu áp lực của chính phủ các nước là sẽ chuyển về nước hay hoặc là chuyển sang nước thứ ba. Hiện nay Trung Quốc có vào khoảng hơn 2.000 tỷ vốn thực hiện FDI. Và theo tôi đánh giá thì nhiều lắm cũng chỉ 10% là dịch chuyển về nước. Có nghĩa là vào khoảng là 200 tỷ đô la Mỹ sẽ chuyển về Nhật hay chuyển về Mỹ hay là chuyển sang EU. Còn khoảng 3-5% sẽ chuyển sang nước thứ ba, trong đó của Việt Nam. 3-5% có nghĩa là vào khoảng gần 100 tỷ đô la. Và chúng ta so sánh với năm 2019 là vốn thực hiện chúng ta 21 tỷ đô la. Trong đó 20%, tức là khoảng là 40 tỷ đô la là vốn trong nước. Còn lại 80% là vốn nước ngoài, khoảng là 16-17 tỷ đô la. Thì con số 100 tỷ đô la đối với chúng ta là lớn lắm rồi. Do đó cho nên là cái cần phải đấy, đấy là một cơ hội. Vâng, có thể thấy là Việt Nam đang có những lợi thế để mà có thể thu hút được cái dòng vốn đầu tư nước ngoài hơn nữa, đúng không ạ? Vậy thì theo ông thì đâu là những cái lĩnh vực tiềm năng trong thời gian tới đây để mà thu hút cái dòng vốn này? Chúng ta đã có một cái nghị quyết mà tôi cho nghị quyết rất hay của Bộ Chính trị là nghị quyết 50 về đầu tư nước ngoài. Tiếp đó có nghị quyết 52 về công nghiệp 4.0 đã đề ra nhiều mục tiêu rất rõ, làm cho FDI có chất lượng hơn và có hiệu quả hơn. Có nghĩa là chúng ta cũng vẫn là phải thu hút các cái dòng vốn FDI vào dệt, may mặc, giày da, là những cái nơi mà thâm dụng lao động ở những vùng, những cái tỉnh kém phát triển. Nhưng mà chúng ta phải chuyển nhanh sang những cái mà công nghệ hiện đại, rồi dịch vụ hiện đại, công nghệ tương lai như là AI, trí tuệ nhân tạo, như là robot, như là big data, là tất cả những công nghệ ấy là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn để mà làm. Mặc dù đã có một số tín hiệu rất là tích cực, tuy nhiên theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là trong 5 tháng đầu năm nay là tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã đạt 13,9 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Vậy thì điều này cần được hiểu như thế nào? Lý giải về chuyện này thì rất đơn giản, bởi vì 5 tháng chúng ta có tiếp xúc đâu mà lại có đầu tư mới. Những cái đầu tư của 5 tháng đầu năm là đầu tư mà đã
thương thảo trong năm 2019 và cấp phép trong 2020. Trong đó có một cái dự án lớn nhất là dự án khí điện đạm 4 tỷ đô la của Singapore. Cái việc mà giảm sút là đương nhiên, nhưng mà cái cần phân tích chính là chúng ta vốn có những lợi thế mà nhiều nước không có. Trong thế giới gọi là đầy biến động này thì người ta đánh giá rất cao lợi thế về ổn định chính trị. Thứ hai là ổn định kinh tế. Thứ ba là tăng trưởng kinh tế. Và gần đây người ta nói rất nhiều là cái khả năng mà phản ứng trước một đại dịch toàn cầu gây ra một khủng hoảng toàn thế giới thì phải là khả năng phản ứng Việt Nam được đánh giá rất cao. Ngày nào trên các cái tờ báo nổi tiếng thế giới đăng những cái bài ca ngợi là thành tựu về chống dịch Việt Nam, và có lẽ người ta nói là có 4-5 nước chống dịch tốt nhưng Việt Nam phải được xếp hàng đầu trong việc chống dịch. Chúng ta không chủ quan nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là người ta đánh giá rất khách quan, và cái đó thể hiện là năng lực quản lý nhà nước của chính phủ chúng ta và cái tinh thần kỷ luật, ý thức chấp hành kỷ luật của nhân dân Việt Nam. Đấy là một ưu thế đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Và cái thứ hai, cái cũng rất quan trọng là sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta sụt giảm nhưng mà không suy thoái. Toàn cầu có thể suy thoái vào khoảng 3-4% năm nay. Mỹ có thể suy thoái trong quý 2 vào khoảng 45%. Và Trung Quốc vừa rồi Quốc hội không đưa ra cái chủ trương là tăng bao nhiêu. Nhưng Việt Nam quý 1 tăng 3,82%. IMF dự đoán là bi quan nhất cũng là 2,7% năm 2020. Thưa quý vị, FDI giống như những chiếc tàu luôn có thể chuyển từ bến cảng này tới bến cảng khác nếu điều kiện thuận lợi hơn. Ngay từ năm ngoái, khi mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung diễn ra, dòng vốn này bắt đầu có những biến động. Và qua những tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã khiến xu thế này càng rõ ràng hơn với những tuyên bố thẳng thừng từ các quốc gia có nguồn vốn lớn như là Mỹ hay là Nhật. Yếu tố ổn định là lý do chính mà các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức quốc tế tin tưởng và an tâm khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến để đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất. Theo khảo sát mới nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp tham gia khảo sát không có ý định giảm đầu tư tại Việt Nam. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn dự định mở rộng đầu tư tại thị trường này. Việt Nam là một trong những nước mà uy tín nhất về người ta đã xem xét về đầu tư vào đây, và dân số ở đây cũng tương đối đông, là công nghệ của người lao động và khá là dồi dào và khéo léo, và hơn thế nữa là rất là thân thiết về chính sách về đầu tư. Báo cáo mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm, các nhà đầu tư quốc tế đang có hoạt động tái cơ cấu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn. Sự dịch chuyển dòng vốn của các tập đoàn kinh tế đang mở ra cơ hội cho nhiều quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh, các nước ASEAN như một vành đai công nghiệp và công nghiệp phụ trợ hấp dẫn. Các công ty sẽ đánh giá cách thức quản trị rủi ro đại dịch của mỗi quốc gia khi đưa ra quyết định đầu tư hiện tại. Tính minh bạch trong phản ứng của chính phủ là điều rất quan trọng. Việt Nam đã qua giai đoạn ngồi nhìn hậu quả của COVID-19 gây suy giảm như thế nào. Giờ là lúc tìm cách để tạo ra những liên kết mới, thay thế cho cái cũ, với sự đồng lòng của 1.000 thành viên là các doanh nghiệp châu Âu. Việt Nam có lẽ là quốc gia khống chế dịch thành công nhất, và do đó đứng trước cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế. Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đang cân nhắc kế hoạch tái khởi động chuỗi cung ứng khi nhu cầu tăng trở lại, và cái tên Việt Nam đang được nhắc tới ngày càng nhiều hơn. Khả năng hồi phục của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch được nhiều tổ chức kinh tế đánh giá cao. Theo World Bank, nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ khởi sắc sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Và mức xếp hạng ổn định của Fitch đưa ra gần đây khẳng định viễn cảnh tăng trưởng mạnh trong trung hạn của Việt Nam. Một số nền kinh tế EU về cơ bản sẽ không tăng trưởng. Việt Nam thì khác. Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 4,7-4,8%. Đa số các tổ chức đều dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng cao nhất tại ASEAN. Dù không đạt mức 6-7% như trước, thì mức tăng trưởng này vẫn rất tốt. Một Việt Nam an toàn, khống chế được dịch bệnh, cởi mở và môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện.
Đó chính là những cơ sở và niềm tin để doanh nghiệp FDI thể hiện sự lạc quan về nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn. Thưa ông Nguyễn Mại, chúng ta nhắc đến lợi thế của Việt Nam trước hết đó là sự ổn định, nhanh chóng vượt qua dịch bệnh và sự ổn định để mà có thể lấy được niềm tin của các nhà đầu tư. Vậy thì ông có thể cho biết là vậy thì cái sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư nước ngoài đang diễn ra như thế nào và Việt Nam đang ở vị trí ở đâu ạ? Chúng ta phải thấy rằng là cái sự dịch chuyển này là dịch chuyển từ Trung Quốc về các nước đầu tư vào Trung Quốc và sang nước thứ ba. Nhưng mà cũng thấy rằng là ngoài dịch chuyển này thì vấn đề đầu tư mới cũng là rất quan trọng. Mặc dù sau đại dịch thì cái đầu tư mới theo dự báo của UNCTAD là sẽ giảm, bởi vì người ta chú trọng là khôi phục lại đầu tư trong nước. Câu chuyện mà Mỹ hiện nay công bố là 40 triệu người đã thất nghiệp, khoảng 20% cái số lao động tại Mỹ, là câu chuyện đại sự. Do đó cho nên chính phủ Tổng thống Donald Trump bằng mọi cách là kêu gọi cả cái bang mở cửa nhanh để mà cho cả hoạt động các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, là những doanh nghiệp mà là giải quyết 80% việc làm và do đó cũng là đóng góp vào thất nghiệp nhiều nhất, trở lại hoạt động. Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc cũng phải đề ra rất nhiều gói kích thích lớn để mà khôi phục nền kinh tế của Trung Quốc, bởi vì hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thất nghiệp trong vừa rồi. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là phá sản hàng triệu doanh nghiệp. Do đó trên cái lượng vốn đầu tư mới cũng sẽ sụt giảm, không thể có được như là đỉnh cao nhất là khoảng 1.700-1.800 tỷ đô la. Có thể thấy sự dịch chuyển rất rõ, tuy nhiên dòng vốn đến đâu thì lại là một câu chuyện khác. Bởi ngoài việc tìm kiếm một cái thị trường khác thì còn có một cái xu hướng đó là quay trở lại chính quốc, nơi quốc gia đầu tư. Liệu phải chăng là cái sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn đối với việc thu hút dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam? Chúng ta cũng biết là chính phủ Mỹ đã khuyến khích, là hỗ trợ và thậm chí là can thiệp trực tiếp với một số tập đoàn lớn để mà chuyển xí nghiệp từ Trung Quốc về Mỹ. Thủ tướng Abe của Nhật cũng đề ra một gói là hỗ trợ 2,2 tỷ đô la để chuyển các xí nghiệp Nhật từ Trung Quốc về Nhật Bản và sang nước thứ ba. Như vậy là có cái sự dịch chuyển mới, là do cái chuỗi giá trị toàn cầu bị đứt gãy cho nên người ta không thể phụ thuộc vào cái nguyên vật liệu linh kiện từ Trung Quốc, và Mỹ rất thấm thía điều đó. Do đó cho nên Mỹ rất cần là thiết lập lại cái chuỗi cung ứng nội khối, tức là nội bộ nước Mỹ, và nhiều nước cũng sẽ làm như vậy, Nhật Bản và chắc chắn Việt Nam chúng ta cũng phải coi trọng thị trường nội địa. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn thì mang lại rất nhiều cơ hội cho các quốc gia. Vậy thì các quốc gia khác đang có những chiến lược như thế nào để mà thu hút đầu tư ạ? Hiện nay có những cái đối thủ cạnh tranh rất nặng ký đối với chúng ta. Các nước ASEAN như là Thái Lan, Malaysia, đặc biệt là Indonesia. Indonesia chúng ta cũng biết là dân số gấp 3 lần chúng ta. GDP của Indonesia hiện nay là hơn 1.100 tỷ đô la. Tức là gấp 4 lần của Việt Nam. Lao động của Indonesia rất dồi dào, mà tiền lương thì thấp hơn Việt Nam. Và hiện nay thì Indonesia cũng tuyên bố sẽ thu hút nhiều cái nhà đầu tư lớn chuyển dịch từ Trung Quốc vào các nước, sẵn sàng đất đai, sẵn sàng ưu đãi. Thì đấy là một cái đối tượng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải lưu ý. Ấn Độ là một cái đối tượng thứ hai cũng rất lớn. Thủ tướng Modi đã tuyên bố sẽ dành đủ đất và dành đủ ưu đãi để mà thu hút khoảng 1.000 cái doanh nghiệp lớn của các tập đoàn chuyển từ Trung Quốc sang Ấn Độ, để ưu tiên đặc biệt vào cái công nghệ thông tin, và sẽ không chỉ là có cái ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài mà ưu đãi cả những cái nhà đầu tư trong nước để mà làm công nghiệp hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy là cái mà chúng ta hiện nay yếu thì Ấn Độ đã thấy và người ta là đề ra những cái mục tiêu rất cụ thể. Do đó cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào chậm trễ hơn nữa.
chúng ta phải đưa ra những giải pháp nhanh hơn. Vâng ạ, có thể thấy triển vọng đón sóng FDI hậu Covid-19 không chỉ dành riêng cho Việt Nam. Sự cạnh tranh là không tránh khỏi. Một ví dụ nhỏ là chỉ trong khu vực ASEAN thì môi trường kinh doanh của Việt Nam so với những nước xung quanh vẫn xếp thứ hạng khá thấp, liên tục giảm trong 2 năm gần đây, mỗi năm giảm một bậc. Trong ASEAN thì Việt Nam đứng vị trí thứ 5 sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Brunei. Để bắt kịp Thái Lan hay là Malaysia thì còn khoảng cách khá là xa. Trong hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp hồi đầu tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã xác định 5 mũi giáp công để kinh tế bật trở lại sau những ảnh hưởng thời gian qua, trong đó tiếp tục thu hút nguồn vốn FDI là một trong những định hướng quan trọng nhất. Tuy nhiên, để làm được điều này, không thể chỉ dựa vào những gì đã có, mà quan trọng là những điều chúng ta sẽ phải làm trong thời gian tới. Nhà máy đặt tại Thái Nguyên này là nơi cung ứng toàn bộ thiết bị tai nghe cho Samsung và LG toàn cầu. Để đáp ứng đủ các mẫu mã từ cấp thấp đến cấp cao, thay vì nhập các máy lắp ráp tự động, doanh nghiệp đã tự sản xuất gần 1.000 con robot do chính những kỹ sư Việt Nam nghiên cứu lắp ráp. Ngay khi vào Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Họ đều được tuyển từ các khối chuyên ngành các trường đại học tại Thái Nguyên, nhưng mới chỉ đáp ứng chưa đến 10% nhân lực của nhà máy. Vẫn cần thêm nguồn lực lao động này để trực tiếp sản xuất nguyên vật liệu ngay trong công ty. Muốn có một dự án đầu tư FDI chất lượng và nhận chuyển giao công nghệ thì phải cần đến năng lực hấp thụ công nghệ đó. Nhìn vào con số thống kê về chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp FDI hiện nay, có thể thấy tới 37% lao động được tuyển dụng chưa đáp ứng được công việc. Gần 40% doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động. Nhiều công ty phải mất từ 1 đến 2 năm đào tạo lại lực lượng lao động. Chúng tôi sử dụng công nghệ số để quản lý tất cả dữ liệu. Các khâu tự động hóa giờ đây không đòi hỏi nhân công giá rẻ. Điểm nhấn FDI từ EU tại Việt Nam là đa số có chất lượng cao. Đáng lẽ đây đã là một nhà máy sản xuất hiện đại, nhưng 3 năm qua, dự án mở rộng nhà máy vẫn dậm chân tại chỗ. Một mặt bằng, nhưng nhiều đơn vị quản lý chạy từ Sở Tài nguyên Môi trường sang Sở Kế hoạch Kiến trúc, gỡ được cái này thì lại vướng cái kia. Còn đây là nhà máy đóng mới quy mô nhất của tập đoàn đóng tàu Damen, Hà Lan, tại nước ngoài, với công suất hơn 80 tàu một năm theo tiêu chuẩn châu Âu. Tại đây, 100% vỏ tàu được sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa hiện mới chỉ đạt có 10%. Máy móc chính của chúng tôi vẫn nhập từ các đối tác uy tín từ Mỹ và châu Âu. Còn các chi tiết phụ trợ, cáp điện, các đối tác Việt Nam đáp ứng được chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong tỷ lệ nội địa hóa tăng lên để chúng tôi có thể chủ động sản xuất linh kiện ngay tại Việt Nam. Bên cạnh những nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực, thủ tục trong lĩnh vực đất đai, tỷ lệ nội địa hóa thấp, các chuyên gia nhận định để có thể sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới, Việt Nam cần cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, phát triển hệ thống logistics, đồng thời chọn lựa lĩnh vực ưu tiên thu hút như là công nghệ cao, điện tử, năng lượng, tiêu dùng nhằm tạo an tâm cho các nhà đầu tư ngoại. Để tạo sự khác biệt và thu hút đầu tư thì chúng tôi mong rằng các khu công nghiệp cần tăng cường chuẩn bị cơ sở hạ tầng liên quan đến các lĩnh vực như điện, năng lượng, sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Sức ép đối với chúng ta hơn nữa là chúng ta phải cải cách mạnh mẽ hơn, cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất hơn, hiệu quả hơn. Và chúng ta phải thực hiện cho bằng được, đẩy nhanh cái việc đổi mới cái mô hình tăng trưởng về thể chế, thứ hai là về hạ tầng, thứ ba là về nguồn nhân lực để đón được cái làn sóng đầu tư FDI thế hệ mới, hay là chúng ta đang gọi là có chọn lọc và phải có cái công nghệ cao. Thì những cái việc đó là chúng ta trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải làm. Thưa ông Nguyễn Mại, thu hút và đón đầu dòng vốn đầu tư, tuy nhiên một vấn đề cần phải cảnh giác đó là câu chuyện đội lốt, đó là mượn xuất xứ để mà xuất khẩu. Chính vì vậy mà một vấn đề ngày càng được quan tâm đó là lựa chọn các nhà đầu tư chất lượng hiệu quả. Thì ông nghĩ sao về vấn đề này? Doanh nghiệp FDI chúng ta khẳng định là một bộ phận quan trọng của là cơ cấu kinh tế của Việt Nam, nhưng mà phải thấy là họ là cái doanh nghiệp nước ngoài. Khác với cái doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta còn động viên tinh thần yêu nước, rồi lợi ích quốc gia tham gia vào các hoạt động xã hội. Còn cả cái doanh nghiệp FDI, họ có cái lợi ích quốc gia của họ. Vì vậy cho nên tôi cho là nhìn nhận cho nó khách quan, đây là một cái thực tế, không phải là chỉ riêng Việt Nam mà bất kỳ
là đầu tư nước ngoài ở bất kỳ nước nào cũng xảy ra những hiện tượng như vậy. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn nhận rất đúng. Ví dụ như là vấn đề thôn tính là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Trong thôn tính ấy, thì chúng ta cũng phải thấy rằng là có những cái nước thực sự muốn thôn tính Việt Nam bằng cách là thông qua hàng loạt các cái là con đường, trong đó có con đường FDI, ví dụ chiếm đất, đem lao động sang, rồi thì là thu hút cái vốn FDI, vốn của cái doanh nghiệp Việt Nam, sau đó hình thành các cái đô thị, các cái thị trấn, và dần dần như là nước bạn chúng ta, nước Lào đã hứng chịu một cái nguy cơ là rất nhiều vùng không phải là còn là dùng tiếng Lào nữa. Thì tất cả những cái đó là chúng ta phải cảnh giác. Cảnh giác không bao giờ là thừa. An ninh quốc gia là một vấn đề rất lớn trong thu hút đầu tư. Chuyển giá là một vấn đề. Chuyển giá là câu chuyện toàn cầu. Nhưng mà chúng ta đã đấu tranh chuyển giá từ năm 2005 đến bây giờ 15 năm rồi. Vấn đề trốn thuế. Nhiều cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lỗ liên tục nhưng mà vẫn mở rộng sản xuất. Cho nên cuối cùng chính là cái năng lực của cơ quan quản lý nhà nước. Cái quyền mà lựa chọn là của cả nhà đầu tư và của chúng ta. Nhà đầu tư có quyền lựa chọn nước đầu tư, dự án đầu tư, thời gian đầu tư. Nếu không thích thì người ta chuyển sang nước khác. Còn chúng ta là lựa chọn dự án đầu tư và nhà đầu tư. Bây giờ chất lượng và hiệu quả là chính. Không thể phủ nhận được những cơ hội mà từ những cái sự dịch chuyển của dòng vốn của các tập đoàn lớn vào Việt Nam. Tuy nhiên nó cũng đặt ra thách thức, đó là làm như thế nào để trong một thời gian ngắn chúng ta vừa chống dịch, chúng ta vừa khôi phục kinh tế cũng như là nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng ạ. Việt Nam có một cái lợi thế là dập dịch nhanh và bắt đầu tình trạng bình thường cũng rất nhanh. Chúng ta bắt đầu từ tháng 5 là bình thường rồi. Và bây giờ là khôi phục cái hàng không trong nước rất nhanh, khôi phục cái du lịch trong nước rất nhanh và các dịch vụ kèm theo thì rất nhanh. Và tôi cho là để nói rằng là cái gì mà chúng ta tập trung làm mà từ đảng, nhà nước, chính phủ, tất cả địa phương quyết tâm làm thì hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Để câu chuyện đúng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng là bây giờ là quyết định là chúng ta là phải quyết tâm từ thủ tướng, các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, quyết tâm đồng lòng cùng một hướng. Thủ tướng nói là đấy không phải là bàn đi bàn lại, không có cái gì phải bàn hết, định hướng rõ rồi, là giải pháp rõ rồi, bây giờ quyết tâm làm. Đấy thật sự là một cơ hội lớn, chúng ta cần và người ta muốn, và hai bên đã gặp nhau và theo công bố của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và công bố của các lãnh đạo tỉnh mà trong cuộc họp ngày 22 tháng 5 thì hiện nay đã có trên 22 tỷ đô la vốn đầu tư đã được hai bên thỏa thuận. Thì có nghĩa là bây giờ chờ là bàn bạc kỹ để mà cấp giấy đăng ký đầu tư. Là đây là đầu tư để chuyển dịch đấy, chưa kể là đầu tư mới. Như vậy rõ ràng là trong tay chúng ta có con số thực chứ không phải là những con số ảo. Có thể thấy là để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì bên cạnh những ưu đãi mà chính phủ dành cho các nhà đầu tư thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của các địa phương trong cái chiến lược là thu hút dòng vốn đầu tư nước chúng ngoài? Chúng ta biết là từ năm 2006 thì chính phủ đã phân cấp gần như là toàn diện cho chính quyền các tỉnh, thành phố. Chỉ còn trừ cái lĩnh vực dầu khí, rồi bảo hiểm, rồi thì một ngân hàng, một vài lĩnh vực khác. Còn kể cả các cái dự án công nghiệp mà quy mô lớn, hàng tỷ đô la cũng là do các ủy ban nhân dân tỉnh là cấp hay là các ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế cấp. Như vậy là quả bóng thì ở trong ta, ở trong chân các cái vị này. Tôi nghĩ rằng là ba cái yếu tố mà các vị này cần lưu ý. Một là các vị cần phải nhận thức đúng là tình hình đất nước, cái chủ trương của Đảng và Nhà nước khôi phục và phát triển nhanh nền kinh tế đất nước, trong đó có cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Cho nên là các vị phải lo là
dành cho đầu tư tư nhân trong nước, đầu tư trong nước những cái gì và cái gì là đầu tư nước ngoài. Có những tỉnh là đang còn thu nhập thấp thì muốn là làm diệt nhuộm, làm rất dài. Nhưng những tỉnh thu nhập cao như Bình Dương, như là Đồng Nai, như là Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội thì rõ ràng là cần phải cái công nghệ hiện đại, công nghệ tương lai. Thì anh phải đưa ra những cái món ăn mà người ta là cân nhắc là có ăn hay không. Thứ hai là sau khi đã có những cái đó rồi thì phải chuẩn bị sẵn các cái điều kiện để mà thu hút đầu tư nước ngoài. Và khi người ta vào thì không phải là anh chỉ hứa, mà anh đã nói người ta đây, tôi sẵn sàng cho cả con những thông tin. Không cần, tôi sẵn sàng. Giá đất bao nhiêu, tôi có bao nhiêu đất ở đâu, lao động tôi thế nào, giá thuê thế nào, cơ sở hạ tầng chúng tôi có hết. Đấy. Thứ ba là đã đến lúc mà tôi nghĩ rằng là các vị lãnh đạo tỉnh, ban quản lý phải chịu trách nhiệm chính, như Thủ tướng nói, là khi tiếp người ta rồi là phải giải quyết đến cùng những cái mắc mớ của người ta. Chúng ta biết rằng là không có cái gì xúc tiến đầu tư tốt hơn là để nhà đầu tư đánh giá về cái môi trường đầu tư của Việt Nam và môi trường đầu tư của tỉnh, thành phố. Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến những cái nhà đầu tư đang kinh doanh và sản xuất tại địa phương, giúp đỡ cho họ, nhất là vừa rồi khắc phục cái đại dịch Covid-19 cũng là một cái hình ảnh rất tốt đối với Việt Nam, và sắp tới chúng ta phải tiếp tục làm những chuyện. Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định làn sóng chuyển chuỗi giá trị đang xem Việt Nam như một ô cờ trung tâm cần được chiếm lĩnh trên bàn cờ vua. Các doanh nghiệp Việt Nam đang cầm quân trắng và có cơ hội đi trước. Việt Nam đang trong thời cơ vàng này để tái khởi động, để phục hồi khi chúng ta là một trong số ít những nền kinh tế đã sớm kiềm chế được dịch bệnh để mở cửa nền kinh tế. Cải cách thể chế, cải cách chỉ số PCI, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là nền tảng quan trọng để đón nhận dòng đầu tư đó. Ngoài ra, chính các doanh nghiệp trong nước cũng cần nhận thức rõ hơn thời cơ và thách thức của làn sóng này để chủ động đón đầu và thích ứng. Một lần nữa cần được nhấn mạnh rằng Việt Nam có lợi thế nhưng không phải là lựa chọn tiềm năng duy nhất cho dòng vốn FDI đang dịch chuyển. Nếu không hành động kịp thời và quyết liệt, chúng ta sẽ một lần nữa bỏ lỡ cơ hội vàng này. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc phần bình luận ngày hôm nay. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại tham gia chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.